nhà mà con cái này cái gì đấy? Cái này á có cái trái giống như trái ăn được không? Được, ngon lắm. Cây đâu giờ nè, đúng rồi, nó trồng ra mà nó trồng ở dưới mấy cái gốc này nó mát này nó. Út nghe mùi 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 cá không? Nghe mùi giống như là đi biển Phú Quốc không? Nè, cái con bón vậy hả? Ừ. Tốt quá. Phân cá. Cái này ổi đó. Ổi. Mình biết liền là này là con mua cây nhỏ không? Con trồng không? Không, mua lúc mua về là cây bự rồi. Dạ, vậy quá. Có cây được tặng không? Tặng. Chanh. Chanh. Đúng rồi, có nghe. Quýt. À, dễ thương ha. Mới đó. Ờ, nó lá non ra quá trời nè. Ừ, mới ra, còn này là từ... Còn nó một cây cốc mà trồng phải có cái bình nước dắt ngược vậy, chữ mèo hả? Không có, cho gió nó thổi cho mấy con kia nó nghe tiếng động á. À, cây này cái gì? Cái này là cây mận. Trời ơi, bông quá trời hén. Không thấy bông đâu, lá đó, tưởng bông mừng, không dám đâu, bông như đây được bao nhiêu trái không, rồi. Cái này nè. Không, lá đó. Ôi, lá ngộ rồi. À, từ nè Út. Từ nó tung ra. Nó tung ra. Từ nó tung ra, còn cây kia là cây bông hồng. Ờ, à, nếu mà được, được như đây cũng mừng. Nè, qua đây cho khoe bốn chổi. Kia là của con luôn hả? Đúng rồi, có cái nhà nhỏ của Đan á, hết em. À, để đựng đồ nghề, cây mắt cắt cỏ hả? Còn này đất vậy hả? Khô vậy hả? Ừ. Đây làm gì đâu? Đâu làm gì đâu, để vậy thôi, xong rồi làm vườn. Chỗ này con nói mấy người mẹ làm gạch cho con hả? Ừ. Sợ quá. Khủng khiếp, trời ơi, trên ghê có cái nhà này trời. Rồi xích ra phờ ly đi. Sao mà đi đắp hết cái nhà hả con? Xích ra phờ ly đi phơi. Nè đi khoe bốn trái mận đi. Trời ơi, trồng 5 năm mà mới được bốn trái mận năm nay. Ở nghe nói Út qua nó mừng quá, nó ra được bốn trái. Vậy hả? Ừ. Đâu. Đây nè. Ồ ôi cưng dễ sợ luôn. Đâu? Kiếm nữa coi. Hôm nay tròn đó đừng gờ. Đừng gờ cưng lắm. Ồ vậy mận xanh hay mận đỏ? Không, nó chín nó đỏ. Vậy hả, dễ thương ha. Dễ thương ha. Đầu tiên nè nó. Ồ dễ thương quá. Nó trái đầu tiên nè nó. Đâu? Ủa phải ai trái chanh? Trời ơi đầu tiên đâu ra cho nội. Quên. Chanh này nước nhiều không đâu, mỏng vỏ không? Nhiều. Tùy trái có cái mỏng có cái gì. Trời ơi nè trời, coi như là ở đây có hộp lộn. Đây có bún riêu. Ồ thấy cái bên kia chưa? Bên nào? Dưới cây bơ á, dưới cây bơ ra quá trời luôn đó. Cây bơ là cái nào? Cái nè, tại vì chưa, trái nhỏ quá chưa thấy. Cây bơ nè. Cây nè. Thấy trái bơ chưa? Nhìn kỹ mới thấy. Đâu, cây này cây bơ hả? Cây nè, nhìn kỹ mới thấy nè, trái nè, đang ra nè. Nè hả? Trời, đâu biết đâu mà, không có chút nào, không có chút nào kinh nghiệm hết á. Đây nè, út cưng lắm nè, cưng lắm nè. Ờ, thấy rồi. Ôi, mấy năm rồi đó mới thấy được cái này đó, đó giờ ra bông không thấy đậu vậy trái. Này bơ hả? Bơ đó, nè, ra hèn thơm chi. Nè, út, ra thơm nè. Trời ơi. Cái này trái giò. Trời ơi, cái rau thơm mà nó lá nó bự luôn rồi đó. Trái giò. Cái này là kinh giới hay là bạc hà không? No, cái min kinh... phải min không? Không, cái này là kinh giới. Ừ rồi. Trời ơi, kinh giới. Ở đâu ra vậy? Thơm quá. Cái này ăn. Ủa, là sao? Cái này với cái này giống nhau không? No, cái này là kinh giới, còn này là húng cây. Ờ, vậy hả? Húng... Cái này là kinh giới, cái này là húng lũi. Húng lũi. Thơm quá rồi. Trời ơi, hành của nó giống như tóc.